ăn Tết vui không? Chứ mà ai mà có ạ Facebook thì nít là biết tôi mới cũng vui cỡ nào rồi ha. Hôm nay là trời cái xe nó vô quá rồi, tại Tết á cũng có đi chơi sương sương, chơi sương sương mà xe đóng bụi luôn rồi nè. Nên là bữa nay qua địa chỉ mới của anh Minh để rửa xe. Thì tại vì bên đây là có dịch vụ rửa xe mà mình rất là tin tưởng anh Minh luôn, dịch vụ còn lúc nào cũng tốt hết trơn, rửa xe siêu sạch siêu keng luôn á, soi gương được luôn. Địa chỉ mới của Minh nha mọi người. Đây đây là 25 lô C đường Lý Chi Hoàng, phường 10, quận 6. Mọi người cứ search như vậy trên Google Maps là ra nha. Tôi search cái tới liền luôn á. Này mới lần đầu à. Mà hình như ổng không có ở nhà thì phải. Thôi kệ cứ vô nha. Hello chị Cầm. Hello chị. Chị đi đâu đây? Đi xe ba lửa. Ây da, cái xe đẹp nha. Người cũng đẹp, xe đẹp. Cái gì mà dơ dê. Đây nè, vé được luôn nè. Vé cái mặt chị vào đây luôn nè. Xe dơ quá, xe dơ quá. Không sao, không sao. Thôi rửa dùng gì, cái này là biết chạy xe là phải biết rửa xe. Đúng không, mình phải biết yêu xe. Đây nè, để em nói cho chị cho. Ở đây anh Minh á, anh Minh vừa mua một cái máy rửa xe siêu sạch luôn. Con gái có thể rửa luôn nè. Chị muốn coi không? Em cho chị coi. Chị làm con trai, em rửa cho chị đây. Xe mình là mình phải rửa, phải yêu xe. Hiểu chưa? Đây, lên đây. Đây nè, chị thấy cái này không? Nó cái máy này nó rất là dễ xài, nó đơn giản lắm. Con gái có thể rửa lắp ráp được luôn. Ở cái máy này nó rất tiện á, ở mấy nơi mà không gian hẹp như này á, nó rất tiện luôn. Đó. Nhưng mà đúng rồi, cái này là chị đập thùng luôn nè. Đó, để em khui cho chị coi nè. Đó. Đúng rồi, mấy em cái này là con gái có thể xài được luôn. Tự lắp ráp tự rửa được luôn. Đẹp không? Đúng rồi, cái này là cái nước dẫn ống, ống dẫn nước. Còn cái này là... Cái này là... Chị cũng biết rồi đó, chị nhìn là chị đoán đi. Cái này là cái bình xịt xà bông. Chị đoán đi. Theo kinh nghiệm 4 năm tấm cháu, ta rất giống bình xịt xà bông. Cho là vậy, cho là vậy. Còn đây là... Đây là cái dây mà dẫn ống nước. À, là cắm đây, cái lọ đúng rồi. Nước đó, đúng không? Đúng rồi, lấy nước ra từ mấy cái bình này nè. Đây là cái cộng dây điện nè, có hướng dẫn nè. Đúng rồi, có hướng dẫn đàng hoàng luôn. Ây da, đâu chị, đây là cái gì mà con gái không có. Đúng rồi. Đó, cái thế này á. Cái độ bơm xăng. Ta thấy ngoài cây xăng hoài luôn á. Đúng rồi, đây là độ bơm xăng. Đúng rồi, cái này là độ bơm xăng. Bơm thẳng cái nước này vào bình xăng luôn là chạy được. Còn... nhiều quá, lấy lại. Máy chị ơi, cái máy nó rất là nhỏ. Nó nhỏ, rất là nhẹ luôn, chị xách lên luôn. Nó rất là tiết kiệm không gian. Nhẹ lắm, mạnh lên, đúng rồi. Đó, chị là người đập thùng nó. Cũng dễ lắp ráp lắm mọi người. Chị ép lắp xong nè, 1 phút 30 giây. Thì ha, là mình phải có một cái xô nước nè. Cái đầu này là để bơm nước nè. Nó có một cái ống lọc để cản bụi lại nè. Bỏ vô đây cho nó bơm nước. Còn cái đầu mà để ấy nước ra là gắn ở bên kia ha. Đây là cái súng để bắn nước ra nè. Thì mình có thể điều chỉnh cái độ mà to nhỏ của cái lù nước ra đây nè. Bắp dính cái này lại là xoay xoay thôi. Cái giò bình thường như lúc nãy là mình dùng để rửa xe nha mọi người. Còn mà mình chỉnh cho nó mạnh lên như vậy. Cái giò mạnh như vậy nè thì không rửa xe được đâu. Rửa gì hư vàng áo hết. Thì mình dùng để mình rửa mấy cái lông đeo bám dưới đất dưới sàn thôi nha. Chứ xịt vô là hư vàng áo nha. Mạnh lắm luôn á. Rồi bây giờ Genix sẽ rửa xe của Genix. Giờ hay ghê luôn. Từ trong ra đi. Không có xịt vô bô đâu nha, đừng la.
không có xịt xà bông lên xe. Mọi người nhớ nha, mình chơi xe thì mình biết bảo trì xe nè, và cái căn bản là phải rửa xe với lại chú ý thay nhớt. Thì anh Minh là có thay nhớt luôn nha mọi người, trên đầu tôi này nguyên kệ nhớt nè. Bông á, mình dùng cái nào cũng được, nè cả hai luôn này, nhưng mà tại vì chú ít thích gọn nhẹ cho nên chú sẽ không sử dụng cái bình này ha. Xà bông này nó rất là nhiều bọt nha mọi người, cho nên khi mình pha xà bông một ít thôi, nhiêu đây thôi, rồi nước á mình căng cỡ nhiêu đây là đủ, tại vì nó rất là nhiều bọt. Và bây giờ là pha xà bông để xịt xe nè. Thơm mùi da mốt mọi người ơi, thơm. Cái này là dung dịch riêng biệt của anh Minh dùng để rửa xe phân khối lớn đó mọi người, mình đổ xíu thôi nha. Rửa xe đi rẻ lắm, có 40-50 ngàn chiếc à, mà xà bông mà thơm nữa, về chắc chú ôm xe tôi ngửi nguyên ngày luôn á. Chút xíu nữa nó mọi người, chút xíu xà bông giờ đủ rồi á, nhiều bọt lắm luôn á. Nắp dặn thì chị mình chỉ cần, nó có một cái gờ ở đây nè, biết thấy không, cái gờ nè, dặn xuống rồi đẩy qua là xong. Pha nước vô nè mọi người, gắn vô, bây giờ bắn nha. Trời ơi, lùi lùi xíu. Bây giờ mình chỉ cần rửa đầy nước xong rồi lau sơ ra đẹp rồi. Ê, tôi rửa xe khéo quá chứ. Âu quá mọi người, nếu mà mình muốn rửa ở dưới gầm xe á thì mình gắn cái này vô nha. Tại vì xe của Zinx là chỉ dính bụi ha, cho nên không có cần dùng tới. Cất cái đã. Rồi, bây giờ rửa lại bằng nước thôi. Hơi mạnh quá rồi. Mọi người mình rửa sơ vậy thôi là xe sạch lắm rồi đó. Mọi người nhớ là phải chăm sóc xe của mình kỹ nha. À còn nếu mọi người muốn mua cái đồ rửa xe này, cái máy rửa xe này thì link sẽ để bên dưới nha. Còn bây giờ là lau xe. Lau sơ thôi. Rồi quên nữa mọi người, còn một cái nữa, máy này á có thể dư sức mà rửa xe hơi luôn, mình còn rửa được nền nhà mấy cái rồng rêu này nữa. Mọi người, chỉ với một chiếc máy nhỏ như thế này mà chúng ta đã có thể rửa được rất là nhiều chiếc xe trong cái thời gian mà có thể nói là ngắn gọn nhất. Đây mọi người,
rửa xong xe hơi rồi. Cắt cái. Lưu ý cuối cùng dành cho mọi người đó chính là khi mình chơi xe mình phải biết tự bảo quản chiếc xe của mình. Ví dụ như là mình rửa xe, mình thay nhớt. Bạn nào nhà trong hẻm không có điều kiện thì mình có thể liên hệ anh Linh Baker với địa chỉ là 25 lô C cư xá Phú Lâm D Lý Chiêu Hoàng, phường 10 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Và đây là chỗ mới của tụi mình. Mọi người xem video nhớ like và subscribe kênh của anh Linh Baker để anh Linh có động lực làm thêm video cho mọi người nha. Bye bye.